Xin giới thiệu với khách hàng, đây là các mẫu áo dán của shop ha. Và mình có màu đen và màu da nha, viền ren ha. Mình sẽ cho mọi người xem. Đây. Đẹp lắm nha cả nhà. Có mút vừa thôi nha. Ở trên thì rất là mỏng. Ở dưới giày có thể đẩy cái ngực của mình lên để cho nó săn chắc đẹp á. Và có lỗ thông hơi ha. Trên này thì nó sẽ có cái keo nè, đó mọi người thấy không? Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta bóc cái bịch này ra và chúng ta dán lên người của chúng ta. Đây là áo dạng dán nha. Và có nút cài, chúng ta có thể tháo ra. Đây, mình tháo ra cho mọi người xem đó. Và chúng ta sẽ dán lên cái vòng ngực của chúng ta ha. Dán mỗi bên chúng ta canh sao cho nó đều với nhau. Và mọi người nhớ là khi chúng ta dán thì chúng ta cách xa nhau khoảng một tí xíu. Và sau đó chúng ta kéo lại để cài nút thì nó mới tạo ra khe ngực mới đẹp được nha. Còn nếu mà chúng ta dán gần nhau quá thì lát nữa chúng ta cài khóa nó sẽ không tạo khe. Cái mẫu này tạo khe rất là đẹp nha. Ngay cả các bạn nam mà dùng, tức là lấy hình ảnh để dán á, quay clip á, thì cũng tạo khe rất là đẹp luôn. Huống hồ gì vòng một của phụ nữ của chúng ta thì đẹp hơn của nam nhiều, cho nên chúng ta vẫn có thể tạo khe rất là đẹp. Các bạn nào mà có cái bầu ngực nhỏ, chúng ta cũng vẫn có thể xài được cái áo dán này nha. Và bên mình có dạng mút dày và mút mỏng luôn. Đây là loại mỏng dành cho các bạn nào mà không có thích dày á, chúng ta sử dụng cái này. Đẹp lắm nha cả nhà. Và bên shop có màu đen nữa ha. Đây là màu đen. Và áo này có size nha, size A và size B. Size A thì hợp với các bạn mà thường hay mặc áo ngực size 32 đến 34. Còn size B thì dành cho các bạn nào có vòng ngực là 36 hay mặc áo ngực 36 á, tức là chúng ta có bầu ngực á. Áo rất là đẹp luôn nha. Các bạn nào mà đi tiệc á, chúng ta thường hay mặc các loại đầm cổ độ hoặc là đầm ống, hoặc là các loại đầm hở lưng mà chúng ta không có muốn thấy cái dây áo á, thì chúng ta mặc áo dán này nha. Đẹp lắm cả nhà ơi. Mình quay rất là sát cho mọi người thấy cái áo rồi ha. Ai đặt hàng thì liên hệ với shop nha.